Em dạo này chơi go khó thế nhở, toàn chết thôi. Sao thế nhở? Oga. Bây giờ phải làm sao để bắn lại hay hay như thời xưa, rồng rồng một Gucci 2018 nhở? Search Google coi xem nào. À, vũ khí càng lợi hại thì tỷ lệ thắng trận càng cao, đồng nghĩa với việc nếu bạn trang bị một bộ gear tốt phù hợp với bạn thì chắc chắn bạn sẽ dễ dàng hơn khi chơi game. À, được rồi. Nếu không thể thắng bằng kỹ năng thì chúng ta có thể thắng được bằng tiền. Hôm nay Kem sẽ lên cho cả nhà yêu của Kem một con màn hình hoàn toàn mới BenQ Speaker 2566K với tần số quét lên tới 360Hz cùng công nghệ đai AC chỉ có ở BenQ. Phía bên trái bên đây thì xin giới thiệu với các bạn, đây là chiếc màn hình BenQ Zowie XL2566K với tần số quét 360Hz cùng công nghệ đai AC mới nhất của BenQ tại thời điểm hiện tại. BenQ là một hãng chuyên làm gear cho game thủ. Cá nhân mình là một người đã gắn bó những tựa game eSports, đặc biệt là những cái tựa game mà bắn súng góc nhìn thứ nhất, nó cũng khá là lâu rồi. Thì sử dụng gear của BenQ thì mình cảm thấy rất là thích. Tại vì sao? Tại vì khi mà sử dụng gear của BenQ thì họ luôn luôn mang đến cho người sử dụng có được một cái trải nghiệm tối ưu nhất với cả hiệu năng cao nhất. Đến với chiếc màn hình XL566K lần này thì các bạn này thấy BenQ đã làm tối ưu đi rất là nhiều cái chân đế màn hình cũng như là cái giá đỡ ở đằng sau. Điều này rất là quan trọng tại vì mỗi chúng ta, mỗi game thủ có một cái góc đặt màn hình, có một cái sở thích hướng nhìn khác nhau. Đến với phiên bản XL566K của BenQ Zowie lần này, các bạn có thể thấy cái sự cải tiến vượt bậc của công nghệ đai arc. Đai arc là một công nghệ độc quyền của BenQ Zowie và cái công nghệ này có thể giúp các bạn giảm được cái độ mờ, độ giật của chuyển động tốc độ cao. Cái điều này rất là quan trọng tại vì khi bạn, ví dụ các bạn chơi những tựa game như kiểu là game bắn súng góc nhìn thứ nhất, các bạn thấy này, di sang bên trái, di sang bên phải, hay là các bạn sấy, thì công nghệ đai arc này giúp các bạn giảm giật rất là tốt. Và điều này giúp cho các bạn có được một lợi thế rất là lớn khi mà chơi những tựa game eSports, đặc biệt là những tựa game bắn súng góc nhìn thứ nhất. Trên màn hình XL266K của BenQ Zowie lần này được trang bị tấm nền Fastener. Tại sao lại là tấm nền Fastener chứ không phải IPS? Nhiều người thì thấy là cái độ hiển thị của tấm nền IPS là tốt hơn, hình ảnh sống động hơn, màu sắc đẹp hơn. Tuy nhiên là các bạn sẽ rất là bất ngờ với hiệu năng của chiếc màn hình XL266K. Khi mà nhìn vào một góc ngang thì ok, có thể thấy là tấm nền Fastener này hiển thị không được đẹp bằng tấm nền IPS. Nhưng mà khi mà nhìn vào một góc trực diện thì các bạn sẽ rất là bất ngờ. Cái hình ảnh cũng như là độ hiển thị của chiếc màn hình XL266K của BenQ Zowie không hề kém cạnh gì đối với những chiếc màn hình khác trang bị cho mình tấm nền IPS. BenQ là hãng màn hình đạt tiêu chuẩn thi đấu chuyên nghiệp quốc tế và điều này không phải là ngẫu nhiên khi mà các game thủ tin chọn màn hình BenQ làm sự lựa chọn của họ. Có một số thống kê, các bạn có thể lên một số trang như là prosetting.net thì ở đây các bạn có thể thấy 91% game thủ CSGO và 74% game thủ Valorant tin dùng màn hình BenQ để thi đấu chuyên nghiệp. Điều này cũng rất dễ hiểu thôi, khi mà BenQ mang đến cho người sử dụng một cái trải nghiệm với hiệu năng được tối ưu nhất. Và trong những tựa game thi đấu chuyên nghiệp thì chỉ một lợi thế nhỏ thôi có thể thay đổi hoàn toàn cục diện một trận đấu. Ở phiên bản hiện tại thì Zowie còn ra cho mình một công nghệ mới rất là hay nữa, đó chính là công nghệ XL Setting to Share. Với công nghệ này thì các bạn hoàn toàn có thể lên mạng tìm cho mình những config setting màn hình của những game thủ chuyên nghiệp, ví dụ như Simple, Divine hay là ai đấy, bất kể một ai đấy, kể cả là mình một streamer thì mình hoàn toàn có thể share cho các bạn cái config setting màn hình của mình. Các bạn chỉ việc download, nhét vào đây, install một phát là config hoàn toàn như những game thủ chuyên nghiệp luôn. Tổng quan mà nói thì chiếc màn hình BenQ Zowie XL266K lần này là một chiếc màn hình rất đáng để mua với độ hiển thị cao, độ trễ thấp, độ giật thấp, tần số quét lên tới 360Hz cùng công nghệ đai arc độc quyền của BenQ. Nếu các bạn hỏi mình là có đáng để thay đổi một chiếc màn hình có tần số quét từ 240Hz lên 360Hz không, cái độ khác biệt nó có rõ rệt không, thì mình xin trả lời luôn là không đáng kể. Ở mắt thường nhìn vào màn hình thì ở tần số quét 240 và 360 không rõ đáng kể là bao. Tuy nhiên ở những tựa game hay là ứng dụng mà các bạn có thể quay video hoặc là sử dụng ở tốc độ 1011 giây thì các bạn có thể thấy 240Hz và 360Hz nó khác biệt như thế nào.
và 360Hz cho các bạn một trải nghiệm vượt trội về mặt hiệu năng. Ngoài cái màn hình Benq còn đi kèm hai cái thanh nữa, một thanh bên trái, một thanh bên phải, để cho các bạn tập trung là giảm ánh sáng nhiễu ở bên ngoài vào là đấy. Nhưng mà thực sự là mình không dùng, tại vì mình còn dùng nhiều màn hình khác nữa để livestream, nên là mình xin phép là không review. Cuối cùng thì cũng cảm ơn các bạn đã xem hết clip review lần này của mình. Clip review này có tiền quảng cáo, không có tiền thì cũng không biết sống làm sao. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Peace.